Em Trường Hòa Bình xin chào anh em xe ben cả nước ạ. Em Trường Hòa Bình hôm nay lại có cơ hội bàn giao một mẫu xe Cửu Long 5 tấn 2 cầu cho anh em ở Hà Giang ạ. Chúc anh em đi tốt dùng bền. Cảm ơn anh em không ngại đường xa đến và ủng hộ em Trường Hòa Bình, em Cửu Long 5 tấn 2 cầu. Một lần nữa em chân thành cảm ơn tình cảm của anh em cả nước luôn tin tưởng ủng hộ em Trường Hòa Bình ạ. Chúc các bác về đi tốt dùng bền, có duyên có lộc, mong anh em giới thiệu cho các bác đến ủng hộ em Trường Hòa Bình nhiều hơn ạ. Bảo rồi, ông nào đến xem xe là mê ngay. Còn điểm gì mà chê. Đấy, em này đi thì em kia lại về các bác nhá. Lúc nào có xe phục vụ các bác ạ. Đấy, các bác, anh em ở Hà Giang xuống xem xe dòng Cửu Long này anh này. Em nói có ạ. Đến lúc em lên video các bác đây này, dòng Cửu Long nó đưa ra cái hàng này này, nó rất là chắc chắn. Cái này nó có bình nước phụ. Đấy, cái này cháu cũng sợ. Nước phụ này đi á. Đấy, khi nó chạy. Cái này phải nó có sợ hao nước. Không. Máy nó chất thì không phải hao. Anh ơi, máy nó đang ngon thì không bao giờ hao nước. Anh hiểu không? Đẹp chưa anh em? Chê đấm vào mồm luôn. Anh em bảo là bọc lại ghế đúng không? Bọc lại ghế cho anh em. Đấy, các anh em ở Hà Giang xuống đấy. Em bảo anh chụp lại lốp đi. Chụp lại lốp đi. Xong rồi em vào em làm giấy. Đấy, anh em xuống, anh em